À, đây qua clip anh chị từ tiểu bang Oklahoma. Dạ, tình cờ cái anh chị xin chị hại cho nó đấy. Dạ, cái này chị này, chị lái đi anh này. Nhiều lắm đây này. Đó, cho em quay clip nè, bỏ ra YouTube. Đang quay phim hả? Dạ. À, cái này là dạ. Cái này nút trà uống á. Dạ. Trà uống nè mà người ta nói nó có nhiều chất bổ lắm, nó có dạ. Anti-oxidant làm trẻ hóa nữa. Đúng rồi. Em chưa có thời gian để làm luôn đó, hoa nó cứ mọc nó có rụng, nó hoa ra mọc rụng, hoa mọc rụng vậy đó. Thì thấy ở Việt Nam phải trồng nhiều quá, bây giờ ít thấy cái hồi này trước lắm. Ở nhà tôi cũng có trồng một cái này. Dạ. Nó cũng lên cũng khá bằng cái này. Dạ. Nhưng mà chỉ được có một mùa, xong rồi cái năm sau nó nóng quá. Chết luôn. À, anh muốn không anh ngắt mày ngày nhánh đi là nhưng mà bây giờ thì phải ở cái condo không có trồng được. Dạ. Mà mang về anh kia nó lúc mà nó nóng thì nóng lắm mà lúc đó anh là nó chết hết. Thành ra cũng hoa nó nhiều lắm đó chị, nhưng mà cái của em là nó đâu có, nó quanh năm mà phải không, mùa đông dạ, mùa hè mùa đông mà nó lớn là lớn lắm đó. Dạ. Ủa còn cái này là cái gì đấy? Dạ cái mía. Oh, wow. Mía đó là mía, cái mía này nó okay, mềm kìa, đúng rồi, nhưng mà cái thân nó nhỏ, cái giống đấy. Cái giống mía này nó hay lắm á, khi mình ăn á nó cái thịt của nó mềm lắm. À. Nó không có cứng, người lớn tuổi có thể ăn được luôn á, tại vì nó thịt nó mềm á. Đó không cái bông nó ra như thế nào thì anh được hưởng vậy. À chị không chị ra mà. Chị hái hết đi, không sao đâu, hái đi. Ủa cho mình có nhiều bứng hết. Nhưng mà vài bữa mà nó ra hột như vậy thì cỡ nào thì nó mới ra hột như vậy em? À anh này chị này, khi nào nó ra có nó như có một cái đó nữa. Ờ à, trong okay, này nó có, trong này nó có hột rồi. Rồi rồi đi chị biết rồi. Ok hiểu. Bây giờ chị lấy mấy cái nhánh khô khô nó. Ok rồi rồi. Nãy giờ cứ đi hái bông không à, nãy giờ cứ đi hái bông mình mới biết. Ok rồi, thấy rồi. À. Thấy thấy. Trời đất ơi, đã không? Thấy chị đi chợ trời á. Hôm qua chị đi chợ trời thì thấy là trái nó eo ụt quá, không có thằng nó mua. À. Trái cuối mùa á. Nó ra eo ụt quá. Bởi vì mới nói. À. Mà trồng đủ hết á. Nè đây nè. Ở đây mấy cái hộp này là chị về dâm dễ lên lắm. Chỉ cần vài cây nó lên cái được từ từ nó lên. À. Em chọc bao lâu mới được nhiêu đây? À có mấy tháng à. Cái này có mấy tháng à. Có mấy tháng mà được nhiều mà bự như vậy đó hả? À bữa hôm nó nhiều hơn nữa đó, nhưng mà em dọn dẹp quá em không tưới nước nó bị còi á. À à. Cái hoạt động thì ăn không được, nhưng mà cái bông uống nước trà thì tối về làm nước trà uống. Trong mấy cái này mấy hoa này nè. Cái này mấy cái này trong này nè, chị tìm trong này mấy gốc nữa nè. Okay. Hoa nó nhiều lắm. Học phí hết là trả hết rồi. À. Thì xuống Florida chơi bao lâu? À, chị chơi, chị đi cả hơn tuần, chị đi vòng vòng đó, từ đi Naples xong rồi đi qua bên Sarasota ở mấy ngày, rồi qua bên bây giờ về lại Tampa ở mấy ngày, rồi tuần tới chị về lại Oklahoma. Tam Tòa Đà Nẵng là em lạ lắm nghe, em là người Đà Nẵng mà. Em ở đây. Tâm Kỳ thì lớn hơn. Tâm Kỳ, chắc thì chị thuộc Quảng Nam rồi. Chắc Quảng Nam. Quảng Nam, dạ. Tâm Kỳ là gì? Tâm Kỳ là ở Quảng Nam, hồi xưa Đà Nẵng với Tâm Kỳ là thuộc Quảng Nam, xong rồi Đà Nẵng tách khỏi Quảng Nam. À. Xong không thuộc ở Quảng Nam nữa, thuộc Đà Nẵng luôn. Chắc Tâm Kỳ thuộc về cái gì? Tâm Kỳ là ở Quảng Nam. À ok. Dạ Đà Nẵng tách khỏi Quảng Nam. Dạ. Tam Tòa gần đó vậy. Thì Tam Tòa thì không biết có biết đâu, lâu lâu về chơi. Tam Tòa gì đó. Tam Bồ Đức Lợi gần gần đâu đó nè. Dạ dạ dạ. Cũng tính là kỳ này sắp sửa về chơi nè. Sắp sửa về chơi rồi thôi, ra ngoài nó chơi lại đó. Dạ. Bà con. Ô cũng có cái độ ve đầu đũa nó kìa. Đực nó khác nhau chỗ đó. Anh thấy đực không? Đực nó mọc từ trong thân. Vậy cái này nó là bông hay là cái gì đó? Cũng bông nhưng mà hoa mà trái nó không bự. À. Trái rất là nhỏ, đây là cái đực. Đâu đủ đực. Nhưng mà từ... nó cũng có bông có hoa có nụ. Nó có bông có hoa có nụ, nó có sẽ ra trái luôn mà nó không to bằng cái cây cái. Ồ, mình tưởng là đực là không có trái đâu. Nó đực nó có đực nó vẫn ra trái, nó vẫn ra hoa nhưng mà nó khác là từ tâm thân ra thôi. À. Tâm thân. Cái đó có khác gì hết ta? Thì... À, mình không hiểu á. Cái lá nhiều hơn, cái lá đúng nhiều. Lá nó từ dưới gốc lên. Nè, thân mọc ra. Là cái đâu đủ đực.
còn bên kia cũng là từ một trái đu đủ. Hay ha. Cái hồng mê quá, cái chút xíu mà từ hồi mới mua nhà đến giờ là bắt đầu là dạ đúng rồi. Dạ không trồng. Cái hồng này nó là em trồng cũng được 5 năm rồi. Nhưng mà trong 5 năm trước nó không có trái. Nó có hoa nhiều lắm, đậu trái ra trái rất là nhiều, rụng hết luôn. Cái không biết sao năm nay em tưới nước nhiều, nó cần nước nhiều. Nó cần mát nữa. Nó cần đủ cái yếu tố gì đó thì nó mới đậu trái. Chứ nhiều người nói là Florida không có trồng hồng được, không đúng, nhiều lúc đủ cái yếu tố thì nó mới thiếu nước. Dạ. Mà nó thiếu gì nữa tôi không biết. Cái rễ nó chưa bắt. Dạ đúng rồi, dạ dạ. Cái rễ chưa bắt. Dạ. Cái chuối nhau đường em là chuối gì ha? Cái này là chuối, giống chuối này ngon lắm. Cái chuối này là chuối nàng tiên. Chuối nàng tiên. Ở đây người ta nói là chuối hương. Chuối hương mà ở đây có người ở miền Tây gọi là chuối nàng tiên. Tại vì cái chuối này nó ăn nó không có mềm mà nó xốp xốp, nó cứng cứng. Nó có cái độ không bở. Nó thơm. Biết là chuối nàng hương phải không? Dạ, thơm lắm. Vậy nó mới gọi là nàng hương đó. Dạ. Nhưng mà chuối nàng tiên chưa biết à? Ở trong miền Tây đó người ta nói là chuối nàng tiên. Mà cái chuối này nó thơm lắm, ăn. Cái này em trồng hay ông xã em làm mà sao giỏi vậy? Ông xã em không có để ý tới trơn á. Em với ba mẹ em cứ được nhiêu. Ba mẹ thì cũng có lý. Dạ. Cái thanh long đó nè, thanh long nè. Trời mưa, mấy bữa nay trời mưa quá, chị biết không? Cái vàng thanh long em nó bị mục con gã luôn rồi. Có cái thanh long này nữa nè, trời ơi. Trời ơi, chút trồng đủ hết á. Chỉ có mấy cái chậu này thôi mà cũng đủ. Mấy anh chị ở đây gần đây nè, ai mà dọn nhà xuống đây rồi đó, hay ghé nhà em cứ anh bứng cho cây. Cho cây, cây vậy đó. Mấy cái thanh long này nọ đó là chuối. Bà em bứng, em hay bứng cây chuối này em cho lắm. Nó nứt lên nó nổ. Dạ. Ở đây, cái con đây nè. Dạ, ai mà mình mua nhà xuống đây cái em cho bứng chậu, cây vậy đó. Vậy hả? Cái vậy được rồi, mai mốt tôi biết đường tới tôi xin. Từ Quảng Nam ai cũng biết rau nhút hết trơn á. Rau nhút này ăn chữa được nhiều bệnh lắm. Ồ vậy hả? Dạ, con rau nhút này ăn trong đó. Facebook em có thấy mà nói cái này. Rau nhút hả? Rau nhút ngon lắm. Trời ơi, chỗ này trồng thêm rau muống là thôi khỏi. Nóng quá, em trồng rau muống mà em trồng rau muống mà nó không có tốt. Trồng rồi. Cái tháng này mà hái xuống ăn là nó như nước vậy đó. Ồ vậy hả? Y như nước luôn, y hệt như nước, không có cái mùi vị gì hết á. Nhà mà nó nắng một cái đó là ăn cái trái nó ngọt, thịt nó thơm lắm. Vậy đó, tại nước là tại mình nếu mưa đó. Mưa là cái trái nó lạc kinh lắm. Cái trái này nè. Như là có nhiều cây á. Đến lúc mà nó mưa nhiều quá nó bị nứt ra. Dạ, mưa quá nó cũng nứt mà nắng quá nó cũng nứt. Nếu mà gặp mưa nhiều nó nhạt lắm. Nó nứt ra. Nứt ra, nứt ra xương đó. Okay. Ok, cảm ơn em nhiều nha, gặp lại. Dạ, dạ, ok anh chị. Em mang về cái này gửi chồng với ít hộp, gửi cho em chồng ít hộp.